xin chào các bạn. Hôm nay tôi có mặt ở trường đua F1 Mỹ Đình Việt Nam Grand Prix 2020 và thấy sự khác biệt nha. Tôi phải có mặt ở đây để thấy sự khác biệt. Thứ nhất là cái khán đài ở cái khúc cua cuối này là vẫn đang hoàn thiện này, bằng cái công nghệ xây lắp ghép dàn ráo thép này, khung thép này. Cập nhật tiến độ cho quý vị các bạn nha. Tất nhiên là việc cập nhật tiến độ này là cần thiết, bởi vì chúng ta biết là cái ngày đua nó đang đến sát rồi, ngày mùng 5, mùng 6 tháng 4, tức là chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng đã biết một cái thông tin, đó là vì cái dịch Covid cho nên thành phố Hà Nội đã quyết định là hoãn cái chặng đua F1 Việt Nam Grand Prix 2020. Đấy. Cái thông tin này thì ngày hôm qua đã được phát đi rồi. Như vậy là các trận đua F1 tại Australia đã bị hoãn, tại Bahrain đã bị hoãn và tại Việt Nam cũng đã bị hoãn. Ba giải đua đầu tiên của F1 trong năm đã bị hoãn nha. Lúc đầu thì nói rằng là giải Bahrain có thể đua không khán giả, nhưng cũng cuối cùng là cũng hoãn rồi. Giải F1 Việt Nam thì ngày hôm qua chính thức phát đi là cũng hoãn rồi. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu sự nỗ lực, bao nhiêu những sự cố gắng và tiền tài, vật chất các kiểu đổ vào đây là tạm hoãn. Tức chứ không phải là không đua mà sẽ tạm hoãn thôi. Phải chọn cái thời điểm hợp lý để có thể đua. Đây chúng ta đang đi trên con đường mà Lewis Hamilton sẽ tăng tốc vít ga này. Úi, cái chặng đua, cái đoạn này dài thẳng sướng, vít ga sướng lắm này. Đây có một cái cầu cạn thép bắc qua. Đấy. Cái này sẽ ai mà đứng trên cầu cạn này là có thể quan sát các tay đua rất là thuận lợi đó. Đây. Bây giờ thì chắc chắn là sẽ 95% là hoàn thiện rồi. Đấy. Gần như là cảnh quan bên ngoài của trường đua F1 Việt Nam Grand Prix 2020 là đã hoàn thiện rồi. Bây giờ là chỉ còn chờ lắp đặt công nghệ thông tin, công nghệ truyền hình để có thể hoàn tất cái chặng đua thôi, gần như là đưa vào sử dụng thôi. Nhưng mà vấn đề là đã bị hoãn rồi. Có thêm một cái cầu cạn nữa nha. Như vậy là có hai cầu cạn. Đây, cùng với đó là những cái trang thiết bị cần thiết của thiết bị kỹ thuật này. Bên kia ngay khán đài A của sân vận động Mỹ Đình, đó là cái khung lắp ghép thép của khán đài. Rất chu đáo, chuẩn chỉnh, nhưng mà lại bị hoãn. Thực sự đáng tiếc. Đó là một cái điều mà bất khả kháng, bởi vì virus Covid-19 nó đã hoành hành trên khắp thế giới rồi, đặc biệt là châu Âu. Vì thế mà một loạt các cái giải đấu đã bị hoãn, không chỉ F1 Việt Nam Grand Prix mà cả ATP Tour, Monte Carlo, Miami, cả Champions League, Europa League, cả La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga. Những giải đấu mà nếu như không bị hoãn thì cũng phải thi đấu không có khán giả và trải qua cái sự kiểm dịch y tế rất là ngặt nghèo, gắt gao. Đấy là chúng ta đang đua bước vào cái khúc cua gắt nhất của cái đường đua F1 Grand Prix 2020. Vãi lúa luôn. Vãi lúa luôn, cái khúc cua gắt cực kỳ. Đây. Chậm đi, chậm chậm đi, chậm chậm đi, chậm chậm. Úi giời ơi. Khán đài này ngồi đây có giá vào khoảng 6-7 triệu theo cái giá niêm yết của ban tổ chức nha. Đấy. 7 triệu đồng một cái ghế ngồi đây đấy nha quý vị nha. Ít đâu. Đấy, sân vận động Mỹ Đình kia kìa. Đấy, cách đây khoảng 3 tuần tôi đi thì thấy là nó vẫn ngổn ngang. Lúc đấy nó khoảng được khoảng 85%, bây giờ là 95% rồi. Đây, khu này là người ta chưa lắp ghế, hoặc là có thể khu này là không có ghế, chỉ có thế này thôi, thì cái giá ngồi nó thấp hơn, tiền nó thấp hơn khoảng 4 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi gì đấy.
Còn cái khu tiến vào cái khu khán đài kia mới đắt kia 11 triệu theo giá niêm yết mà. Mà nếu mà đua nha, đúng ngày nha, giá có thể thổi lên cỡ khoảng hơn 20 triệu. Đây, hai bạn cũng đi khảo sát đấy. Khu kia là cái khối nhà điều hành kìa. Đây. Wow, thấy chưa? 95% khối lượng công việc đã được hoàn thiện nha. Thấy cái sự khác biệt chưa? À, nhà thầu FPC công ty Nam Anh. Mình sẽ ở đây xong mình sẽ bước ra ngoài một chút mình quay. Đây. Thực ra bước ra ngoài cũng ok thôi. Nó cũng mọi khi mình ngồi trên xe ô tô mình quay, bây giờ mình đi ô tô rồi, mình quay cho quý vị rồi, bây giờ mình thêm cái động tác nữa là bước ra ngoài quay cho quý vị nha. Yeah. Ok là đây, quang cảnh bên ngoài đây. Thấy chưa? Rất là rõ nha. Rất rõ luôn. Đây là cái nối rẽ từ sân vận động Mỹ Đình vô này. Đấy, sẽ rẽ theo cái nối này. Đấy, vào cái đây là khu vực VIP nhất này. Đây là khu vực VIP nhất nha. Đấy. Thì cái vé ngồi trên cái khán đài này, này là thấp nhất là 11 triệu này. Còn cái khu gọi là khu bốc là không có, ở trên hai cái tầng ở trên ghế đó thì giá cao hơn đó. Và dành cho những cái VIP, super VIP. À, thực ra thì cảnh quan vẫn chưa được chăm chút nhiều lắm. Thực sự mà nói với cái đường đua này thì cái cảnh quan nó chưa được chăm chút nhiều lắm đâu. Đây, đất vẫn còn ngổn ngang, chưa được chăm chút nhiều lắm. Thực ra thì nó là một sự bất khả kháng thôi. Còn nếu như mà tổ chức đúng theo theo lịch nhá, thì tôi nghĩ là F1 Việt Nam Grand Prix 2020 sẽ hoàn toàn được đáp ứng. Bởi vì chúng ta biết là cái việc bây giờ cái quan trọng nhất là cái đường đua nó đã xong 95% rồi. Và còn lại 3 tuần thì đủ để coi như là lắp ghép mà các cái trang thiết bị truyền hình, trang thiết bị công nghệ thông tin kết nối, rồi khâu đón tiếp các nhà báo, các nhà hãng tài trợ, rồi các tay đua, các quan chức F1 thì cái đây thì mình quen rồi, cái việc tiếp đón thì mình quen rồi, chẳng có gì là mình lạ lẫm gì cả. Đấy, cơ sở hạ tầng của mình, vấn đề hotel, vấn đề dịch vụ, các thứ là mình cũng đầy đủ, kết nối ngay tại khu Mỹ Đình này thôi. Chứ chẳng phải đi đâu xa, ngay khách sạn 5 sao Crown Plaza nó có thể đáp ứng. Rồi xung quanh đây rất nhiều. Rất là tiếc, nhưng mà thực sự thì cũng phải thông cảm, bởi vì đó là cái bắt buộc trong cái lợi ích chung của toàn xã hội đang chung tay để có thể đẩy lùi những cái bệnh dịch. Trong thời gian gần đây thì chúng ta cũng đã biết là ngoài F1 ở Việt Nam thì thành phố Hà Nội đã ra thông báo chính thức là tạm hoãn thì những cái giải đấu thể thao trong tháng 3, Tổng cục Thể dục Thể thao của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã ra cái thông báo cuối cùng là sẽ tạm hoãn tất cả những cái giải đấu thể thao
trong tháng 3 nha. Cùng với đó là lịch thi đấu của giải hạng nhất bóng đá Việt Nam, các vòng thứ nhất và thứ hai cũng đã tạm hoãn nha. Đấy. Cùng với đó nữa là những cái chuyến tập huấn ở nước ngoài của các đội tuyển thể thao cũng phải tạm hoãn lại. Để làm sao mà mình tránh đi vào những cái vùng dịch, rồi mình cũng tránh tổ chức những cái giải đấu đông người để có thể không tạo ra những cái ổ dịch. Đấy là cái mà Việt Nam đã nghiên cứu và cũng đã có những cái tính toán cân nhắc rất là kỹ lưỡng để đưa ra cái quyết định là gần như là tạm hoãn các hoạt động thể thao, trong đó có đua F1 Việt Nam Grand Prix 2020 tạm hoãn là điều phải nói là đáng tiếc nhất, bởi vì cái công sức rất lớn hàng bao nhiêu tiền tài vật chất rồi sức lực, chất xám, nỗ lực của hàng bao nhiêu con người, tâm huyết tinh túy đổ vào cái trận đua F1 Việt Nam Grand Prix 2020 mà lần đầu tiên trong lịch sử ở đất nước Việt Nam tổ chức một cái giải đua mà tầm cỡ nhất thế giới như vậy. Cuối cùng thì cũng phải hoãn lại cái lịch, nhưng mà không vì thế mà cái tiến độ làm việc và cái yêu cầu đề ra của ban tổ chức quốc tế F1 cũng như là ban tổ chức ở đất nước Việt Nam, người ta phải dừng lại, người ta vẫn thi công, người ta vẫn hoàn thiện, người ta vẫn làm việc bình thường. Đấy. Ok quý vị, tôi có mặt để update những cái thông tin mới nhất về cái F1 Việt Nam Grand Prix 2020, cùng với đó là những cái hình ảnh đã được ghi lại để có thể gửi tới quý vị, bởi vì chặng đua này có thể nói là chặng đua lịch sử nha. Bây giờ tôi xin phép tạm dừng ở đây nha. Chúc quý vị sức khỏe. Sport về hè luôn yêu mến quý vị.